Những bạn đang tìm hiểu visa doanh nhân hay chuẩn bị apply cho visa doanh nhân thì nên đi qua Úc du lịch một đến vài lần trước khi bạn apply visa 188. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Michael Tâm Nguyễn. Hôm nay mình sẽ nói về cái việc mà những người chuẩn bị định cư Úc theo cái dạng visa doanh nhân 188 rồi sau này sẽ được thường trú nhân theo cái visa 888 thì các bạn nên đến Úc nhiều lần. Tại sao mà mình nói là các bạn nên đến Úc nhiều lần? Visa này nhiều lần mình đã nói với các bạn là nó có rất là nhiều cái lợi ích và rất là tốt cho gia đình của các bạn. Một là vợ đi hoặc hai là chồng đi, và tốt nhất thì dẫn luôn cả vợ chồng và con cái đi nữa. Nếu mà các cơ sở kinh doanh của bạn còn đang ở bên Việt Nam, còn đang phải bận thì một trong hai người phải đi. Thứ nhất qua bên này để tìm cái mối quan hệ, qua bên này để coi ngó thị trường ở bên này như thế nào, qua bên này để tham quan những cái cơ sở kinh doanh ở bên này, rồi mình chọn cái con đường nào, chọn cái cơ sở kinh doanh nào để mình quyết định để mình đầu tư trước khi mình có visa qua bên Úc nè các bạn. Tại có nhiều gia đình, nhiều người mà mình biết họ qua bên Úc này, họ chỉ đi qua một lần duy nhất, họ nói họ bận lắm bên Việt Nam họ không có thời gian, họ đi qua đây khi người ta có visa luôn, và mình hỏi qua đây lần này lần thứ mấy rồi, họ nói mới qua lần đầu, và tiếng Anh tiếng A họ cũng không biết nhiều nữa các bạn. Thì mình nói đó, bạn đi cái gì cũng vậy, bạn phải dành một số thời gian đi trước để mình cũng như gọi là đi tiền trạm á, đi thử coi ở bên này nó như thế nào, nó có phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình, với con cái mình không, qua bên này kinh doanh thì như thế nào. Nếu bạn muốn mở một cái gift shop, một cái nhà hàng, hay là một tiệm bánh mì, hay một tiệm take away hoặc tiệm cà phê, thì bạn phải qua bên này bạn coi thử coi người ta đã mở như thế nào, bạn vô bạn ngồi đó từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều tối, bạn coi cách làm ăn của người ta như thế nào. Mà tốt nhất thì bạn vào những quán cà phê của người Việt Nam rồi bạn lân la bạn nói chuyện, chỉ cần bạn bỏ 1-2 ngày bạn đi một hai quán, và nếu bạn có thời gian nữa bạn đi tìm hiểu những quán cà phê ở Tây, đi vào những cái shopping center, coi cái cách người ta phục vụ khách hàng như thế nào và coi cái người ta kinh doanh như thế nào các bạn. Cái điều này rất là tốt, cực kỳ tốt luôn các bạn. Cái gì cũng vậy, ở bên Úc này nó rất là rõ ràng. Và thứ hai nữa, khi bạn mua một cái doanh nghiệp nào đó thì tốt hơn là bạn phải khởi đầu từ đầu. Thì khi bạn mua á, người ta sẽ cho bạn, ok, người ta nói là ví dụ như bạn mua một cái doanh nghiệp đó thì cái doanh nghiệp đó có thể người ta nói là mỗi ngày là tôi income vô là 5.000 và tiền mặt là bao nhiêu, vô trong thẻ là bao nhiêu, thì người ta cho bạn đứng luôn ở chỗ quầy đó, bạn kiểm tra, bạn coi tiền nó vô như thế nào, rồi người ta có thể dẫn bạn đi coi cái chỗ này là supply tới chỗ này, hoặc là cái công ty nó giao hàng cho bạn sao, người ta dẫn bạn ra làm sao, coi cái cửa hậu người ta chuyển hàng vô làm sao, rồi chất hàng làm sao, tất cả mọi thứ đều có, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn hết. Tại người ta muốn bán doanh nghiệp cho bạn, người ta phải giúp bạn những cái điều đó hết các bạn. Những cái đó bạn nên làm trước khi bạn có visa qua Úc, có nghĩa là bạn phải nói chuyện với người ta. Tại mua bán một cái doanh nghiệp không phải đơn giản các bạn. Bạn có thể nói với họ mà qua mà nói chuyện, ok bây giờ em đã đang apply cái visa đó bên Việt Nam, nhưng mà bây giờ em qua đây em coi ngó trước, em coi trước rồi bắt đầu tình hình coi cái cần bao nhiêu người để mà qua đây để làm như vậy. Có nghĩa là bản thân bạn đứng làm được chưa, rồi bạn có thể thuê mấy người làm việc mua, hay là nhượng quyền thương hiệu, hay là mua cơ sở kinh doanh riêng. Mình đã nói những cái video trước rồi, thì video này mình nói là mình chỉ đề cập tới vấn đề là các bạn nên qua đây tham khảo và qua đây du lịch một thời gian để mình biết được cái đường đi như thế nào, chỗ nào là trường học, chỗ nào là bệnh viện, chỗ nào là chợ, rồi mình chọn cho mình cái business chỗ nào. Ví dụ như bạn chọn ở cái vùng Tây hay là Nam hay là Bắc hay là Đông, bạn chọn cho mình một cái business, bạn chuẩn bị bạn đặt cọc để bạn mua. Ví dụ như business nó bán cho bạn 500.000 thì bạn đặt cọc cho nó trước 10.000, 20.000 gì đó, bạn nói ok một năm nữa em sẽ lấy cái business này, ok bạn ký giấy rồi hợp đồng xong hết rồi bạn cứ đi về thôi, khi nào có visa qua đây thì bạn lấy cái doanh nghiệp đó thôi. Đó các bạn, khi mà bạn làm như vậy á thì bạn biết được cái doanh nghiệp người ta kinh doanh như thế nào, bạn lường trước được trong đầu bạn bao nhiêu tình huống, bạn lường hết rồi các bạn. Bạn có thể, người ta có thể cho bạn ở cái doanh nghiệp đó, bạn có thể phụ họ một tuần để bạn biết được cái doanh nghiệp đó doanh thu như thế nào, rồi nguồn hàng nó tới như thế nào, họ bán được bao nhiêu sản phẩm và customer service như thế nào. Đó các bạn, những cái video sau mình sẽ chia sẻ các bạn từng cái ví dụ cụ thể để cho các bạn hiểu được cái kinh doanh của Úc nó khác Việt Nam như thế nào và mua doanh nghiệp như thế nào luôn. Thì video này mình đề cập sâu tới cái vấn đề là bạn nên qua bên này trước để bạn biết được cái đường đi như thế nào, và qua bên này nếu mà có khả năng nữa đó, qua bên này tập lái xe đi, có thời gian rảnh tập lái xe một ngày, ở bên này ngày nó kéo dài lắm các bạn, tập khoảng 1-2 tiếng
lái xe cho nó quen á, bên lái bên trái, và cũng có luôn, tốt nhất là học luôn cái bằng lái bên này á. Trong cái thời gian đi du lịch thì đâu có làm gì nhiều đâu, có thể apply đi du lịch chung với tour, nhưng mà tour thì bây giờ nó rất là khó khăn, tại vì tour nó bắt bạn đi theo nó, đi 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 theo tour thì rất là khó khăn. Tốt nhất là quen với ai bên này rồi người ta sẽ dẫn bạn đi đi tham khảo coi cái giá nhà giá đất ở bên này sao, rồi có thể chuẩn bị là mua cái doanh nghiệp chỗ này thì mua cái nhà gần gần ở chỗ đó, hoặc là sau đó các bạn để có thể đi làm đi học dễ, rồi coi coi chọn trường chọn ấy cho con cái thì như thế nào, rồi đi học tiếng Anh ở chỗ nào đó các bạn. Mình phải qua đây mình tính toán hết, chứ mình đừng có đợi tới cái ngày ok cất bước qua đây rồi bắt đầu qua đây rồi như một tờ giấy trắng là không được các bạn. Lúc đó bạn chậm lắm, bạn chậm so với những người bên này, và bạn cũng không có biết ai để bạn nhờ để giúp đỡ, và bạn cũng không có biết ai để cho phụ bạn, và không biết ai để hỏi giúp rồi này nọ. Không có những người như vậy thì bạn sẽ bị bỡ ngỡ và bạn sẽ bị sốc. Mình muốn không bị sốc thì nghĩa là bạn phải qua đây vài lần, bạn phải biết đường đi nước bước rồi đi như thế nào, làm như thế nào, biết chạy xe nữa thì qua đây rồi mua chiếc xe nữa thì quá tốt rồi các bạn. Đó, video này mình tóm lại thì mình nói là các anh các chị chuẩn bị apply đó, họ đã đang apply rồi thì nên xin một cái visa du lịch để chuẩn bị qua bên Úc để coi tất cả những cái vấn đề khác cho cuộc sống của anh chị. Tại qua một cái đất nước mới người ta nói toàn tiếng Anh không, thì anh chị phải cần qua những cái người chuyên gia, những cái người thổ địa ở bên nước Úc này. Anh chị tùy theo cái tiểu bang anh chị chọn, nên anh chị phải cố gắng đi đến và chọn coi cho mình cái ngôi nhà nào, vùng nào thích hợp cho mình, và cái cơ sở kinh doanh nào thích hợp cho cái hoàn cảnh của anh chị và gia đình của anh chị, để cho anh chị có thể có được những cái điều tiện lợi và tiện nghi để cho anh chị có thể hòa nhập sớm với cuộc sống ở bên này các bạn. Chứ không thể nào mà nói bây giờ tôi qua đây rồi bắt đầu tôi mới bắt đầu đi tầm vòng vòng để tìm hiểu thì vậy nó rất là lâu. Nếu mà qua đây mà càng không biết lái xe nữa thì đã ở bên nước Úc mà không biết lái xe là một cái cực hình luôn các bạn. Và những người doanh nhân, những cái người mà làm về doanh nghiệp thì cái vấn đề này thì sẽ không có tốt rồi. Tại vì bạn là doanh nhân là bạn phải muốn di chuyển, thời gian rất là quan trọng, di chuyển tới chỗ này gặp khách hàng này, di chuyển tới chỗ kia gặp khách hàng kia. Bạn cứ thử nghĩ đi, ở Việt Nam mà bạn không có di chuyển ở đâu hết, bạn ngồi một chỗ thì sao bạn làm ăn gì được hết, đúng không các bạn? Đó, rồi qua đây tiếng Anh tiếng A không biết, rồi lại gặp những cái khách hàng mà lỡ mà người supply, những người cung cấp hàng hóa cho bạn người tiếng Anh rồi bị kẹt hết đó, đúng không? Bạn phải vô bạn coi thử cái doanh nghiệp đó, ví dụ như bây giờ có khâu nào mà tôi không biết giải quyết ngay từ vấn đề ban đầu, thì lúc đó bạn dành thời gian bạn suy nghĩ cách giải pháp, bạn về Việt Nam bạn chuẩn bị thêm tiếng Anh, về Việt Nam bạn học cho nó rành bằng lái xe, khi mà bạn lái không rành thì về Việt Nam tập cho nó rành thiệt là rành luôn, và khi mà không biết tiếng Anh thì về Việt Nam kiếm một người hướng dẫn rồi rèn luyện rồi nói tiếng Anh cho nó khá khá lên. Chứ bạn đi qua nước ngoài đó các bạn sẽ có được một cái gọi là tổng nhìn tổng thể như vậy á, khi mà bạn quay trở lại bạn cảm giác là ok tôi đã sẵn sàng rồi, bắt đầu nhào vô chiến đấu. Chứ bạn khi mà qua mới lần đầu qua các bạn thấy nó bỡ ngỡ quá, mà khi đó bây giờ bạn mang theo con cái bạn qua bị áp lực về công việc, áp lực về cơ sở kinh doanh, rồi áp lực tiếng Anh, không biết lái xe, rồi con cái không biết sao, nó rất là nhiều thứ nên các bạn sẽ bị stress. Thì mình trong video này mình chỉ nói là các bạn hãy cố gắng đi qua bên đây một hai lần, có thể là dẫn con đi qua đây chơi nghỉ hè hoặc là nghỉ Tết gì đó, hoặc là tốt nhất thì hai vợ chồng qua đây trước, hoặc là một người qua đây đi tìm hiểu rồi tìm những cái người nào mà tin tưởng để mà người ta hướng dẫn cho, và những người nào người ta chịu khó chở đi chỗ này chỗ kia, rồi những người nào biết về nước Úc nhiều thì người ta sẽ giúp các bạn, quý vị và các bạn, để các bạn có được một cái sự yên tâm. Các bạn phải tìm đúng cho cái người mà có kinh nghiệm, khi mà bạn gặp khó khăn ở chỗ nào người ta sẽ giúp bạn gỡ rối chỗ đó, chứ không phải bạn gặp khó khăn chỗ nào người ta bàn lùi, hoặc là người ta đưa tim vào đầu bạn những cái tư duy tiêu cực và thấy khó khăn thì họ toàn họ nản, họ bàn lùi không. Lúc đó bạn sẽ ngán lắm, lúc đó là bạn sẽ ok thấy nước Úc này thấy khó gặm quá nên thôi lo quay về lại luôn Việt Nam, khỏi thèm qua Úc các bạn. Tại vì mình đã nghĩ tới chuyện đi nước ngoài rồi, đi nước nào mình cũng thấy tốt hết các bạn. Tại vì sao? Tại vì đó là tương lai của con cái của các bạn. Các bạn có giàu có gì thì tương lai con cái của các bạn hết. Thì các bạn cứ nghĩ đi, nếu mà cuộc sống của bạn hôm nay quá tốt, bạn có cơ hội để cho các cháu, các con nó đi nước ngoài để nó học tập tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài và tương lai của tụi nó tốt hơn, thì bạn hãy một lần hãy đi nước ngoài đi. Bạn sẽ thấy ở xã hội nước ngoài nó văn minh như thế nào, và coi coi mình có thể hòa nhập được hay không. Nếu mình không hòa nhập nữa thì mình có cách nào không? Có người nào hướng dẫn mình không? Có người nào dẫn đường không? Các bạn đừng có nghĩ là chỉ có một hai người mà người ta không giúp các bạn là nghĩ bạn đừng có qua đũa cái nắm. Tại có rất là nhiều người tốt ở bên Úc này, người ta có sẵn sàng giúp các bạn, có sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Các bạn có thắc mắc gì thì liên lạc với mình để mình sẽ trả lời và mình giúp đỡ các bạn. Hy vọng là video này sẽ giúp cho các bạn có động lực để các bạn có thể đi du lịch ở nước Úc, để các bạn có được những cái tầm nhìn và có được những cái bức tranh sinh động và thực tế nhất, có một điều kiện kinh doanh
tuyệt vời như nước Úc và điều kiện học tập như là sinh sống và làm việc tuyệt vời như thế này các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và quý vị video sau. Chúc cho anh chị em có rất là nhiều sức khỏe để các bạn có thể đi du lịch ở nước Úc và đi tìm hiểu để mình có được cái sự kinh doanh ở bên nước Úc này thành công. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.